Thưa quý vị và các bạn, trong tuần trước thì tôi có được tham dự một lễ khánh thành một công trình văn hóa ở cấp huyện. Lễ khánh thành đó thì được tổ chức rất là quy mô và rất là lớn, và nếu mà chúng ta hay dùng từ đó là rất hoành tráng. Và tôi, khi tham dự buổi lễ đó thì tôi cũng tự băn khoăn rằng là liệu có cần thiết hay không khi mà một cái buổi lễ ở cấp huyện mà phải tổ chức hoành tráng và bề thế đến như vậy. Vâng, tôi thì lại nghĩ rất là đơn giản. Trong thời điểm hiện nay thì các lễ động thổ hay là khởi công hay là những cái dự án ra mắt sản phẩm nào đó được tổ chức một cách hoành tráng đã không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta. Và thậm chí là có rất nhiều những cái sự kiện rất là nhỏ thôi nhưng cũng được tổ chức rất là linh đình và bề thế, muốn được tạo dư luận trong xã hội. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là một bộ phận người Việt hiện nay thì đang rất thích sự hoành tráng. Không phủ nhận là trong một số trường hợp, ở một số nơi thì những cái quy mô lớn của những sự kiện đó thì mang lại những hiệu ứng tích cực trong xã hội. Nhưng xét một cách toàn diện thì nó đang gây ra không ít những băn khoăn của mọi người về việc liệu có cần thiết phải là tổ chức hoành tráng như vậy hay không trong điều kiện kinh tế của chúng ta còn khó khăn hiện nay. Và để bàn khách quan và nhiều chiều về câu chuyện về căn bệnh thích hoành tráng của người Việt Nam thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trò chuyện của vị khách mời trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, họa sĩ Lê Thiết Cương. Vâng, xin chào anh Lê Thiết Cương. Rất vui được nói trò chuyện với anh trong một buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay. Anh Cương này, trong cuộc sống thì có lẽ là chúng ta hay nghe đến cái từ hoành tráng ở đâu đó, đơn giản như là buổi lễ hôm nay long trọng hoành tráng quá. Lễ hội năm nay rất hoành tráng, trụ sở của một cơ quan công quyền này nhìn hoành tráng thế nhỉ? Hay đơn giản hơn là hôm nay ăn uống phải tưng bừng hoành tráng nhé. Theo anh thì cái từ hoành tráng ở đây được hiểu như thế nào ạ? Cái mà bạn vừa liệt kê ra thì là chả cần phải giải thích thì ai cũng hiểu đấy, là mọi người đang nói cái sự hoành tráng về cái vỏ, về hình thức, về bên ngoài. Tôi thấy rằng này, ở Việt Nam chúng ta có khá nhiều kỷ lục được ghi nhận. Một cái bánh chưng bánh dày to nhất thế giới, một cái tượng đồng to nhất Đông Nam Á, hay là một ngôi chùa to nhất Đông Nam Á. Và có rất nhiều các kỷ lục khác nữa mà có lẽ là chúng ta không thể kể xiết được. Và người ta cho rằng là một số bộ phận người Việt Nam thì đang có mắc cái bệnh là bệnh thích hoành tráng. Anh nghĩ sao ạ? Chính xác. Nhưng mà đấy, thực sự đấy là đáng tiếc. Bởi vì là ai cũng biết là nếu mà đi vào cái hình thức ấy, thì nó chỉ là một phần thôi, và nó là cái ngọn thôi, còn cái gốc của nó vẫn là phải ở bên trong. Thế nhưng mà cũng không hiểu tại sao mà cái bệnh nó lại xuất hiện phổ biến hơn, đúng không ạ? Gần đây, chứ còn bản chất của người Việt thì đâu phải như vậy. Những cái gì hay nhất của người Việt thì tôi thấy đều nhỏ. Cái bệnh này là chỉ trong một cái đời sống hiện đại ngày hôm nay thôi, chứ không phải là bản chất của người Việt là như thế. Bản thân anh là một người sống ở trên đất nước này, với một đất nước mà có thể có nhiều kỷ lục được ghi nhận như thế, chắc hẳn là anh cũng có một chút tự hào chứ ạ? Tôi thì hoàn toàn không tự hào, ngược lại, tôi thấy ngượng, thấy buồn là như thế, bởi vì tôi nghĩ rằng đấy là vô tình lại đi ủng hộ cho một cái xu hướng sống, cho một cái tâm lý sống mà có lẽ nên gọi là thiếu tự tin. Mình hay bởi vì là mình là nhỏ, mình nên tin vào cái điều đó. Tại sao lại thiếu tự tin đến mức là phải đi làm một cái ngôi chùa rất to như cái chùa Bái Đính? Không có một cái ông Phật nào ở trên cái đời này mà lại đi ủng hộ cho cái việc mà như cái chữ của chị là hoành tráng như thế nào. Anh Cương ơi, đấy là chỉ là ngôi chùa thôi. Thế nhưng mà còn gần đây chúng ta chứng kiến được một số những cái trụ sở của các cơ quan chức năng hành chính rất là hoành tráng. Anh có thể thấy ở Bình Dương, anh cũng thấy rồi đúng không ạ? Đà Nẵng, ở Bến Tre, và tôi tin rằng sắp tới thì đấy rất nhiều. Đây là một cái quan niệm sai lầm. Dạ. Bởi vì là suy cho cùng đấy cũng là những cái cơ quan được lập ra để phục vụ cho người dân. Vậy thì tiêu chí đầu tiên trong cái gọi là văn hóa kiến trúc là nó phải gần gũi với người dân, nó phải thân thiện, chứ không phải là nó bề thế, nó cao to đến như thế. Đấy là một cái tôi nghĩ là nhầm. Vâng, chúng ta thích làm những cái to tát, những cái hoành tráng, những cái bề thế. Thế nhưng mà nhìn lại thì chúng ta thấy rằng có những câu chuyện nó hoàn toàn ngược lại, nghịch lý lại. Những cái đứa trẻ phải đu dây qua sông đến trường, những em bé phải chui vào những túi ni lông để qua suối để đến lớp. Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái thành tích dày đặc về những gia đình văn hóa, rồi là thôn xóm ấp văn hóa, cơ quan văn hóa, vân vân và vân vân, lại đối lập với rất nhiều những cái hành vi thiếu văn minh. Anh lý giải sao về cái hiện tượng này ạ, anh Cương? Cái gốc của cái vấn đề mà chị vừa nêu ra là như thế này, là ở chuyện văn hóa.
Tôi rất tiếc là từng cái năm chiến tranh cho đến 10 năm hậu chiến, văn hóa của nước mình nó vẫn ở một cái mức như thế. Thế mà chỉ có sau 30 năm đổi mới mở cửa thì văn hóa lại xuống dốc một cách thê thảm như thế. Và từ cái đó nó mới dẫn đến những cái câu chuyện mà chị nói. Và tất cả cái đó nó tạo ra những cái nhếch nhác, những cái hôi hám ngày hôm nay mà chị đang nhìn thấy từ cơ quan của chị đến đây. Bệnh hoành tráng thì có lẽ là càng ngày đang càng nặng thêm, và nếu như mà không có cách điều trị kịp thời có khả năng nó sẽ trở thành một cái hiểm họa. Thực ra cái tiết kiệm là quốc sách, và nếu như mà có quá lời không khi chúng ta nói rằng là cái bệnh thích hoành tráng, một căn bệnh mãn tính như thế sẽ trở thành quốc nạn ạ? Nếu như mà để chọn ra cái bệnh nào nặng nhất của người Việt hiện đại thì chính là cái bệnh thích hoành tráng. Mà như chị nói đấy, là công sở thì to này, rồi giờ thích cái kỷ lục về những cái bánh. Thế rồi bên ngành của tôi thì cái chuyện nó rõ hơn là làm những cái tượng đài hoành tráng đấy. Tất cả nhiều ngành nào cũng mắc cái bệnh đó, chứ không phải là chỉ là một ngành. Như anh nói rồi, rất nhiều các cái ngành mà mắc cái bệnh đó, và cái phần lớn bộ phận người Việt của chúng ta lại đang thích cái sự hoành tráng đấy, và có dường như là nó đang ngày càng gia tăng trong cái xã hội hiện đại bây giờ, đúng không ạ? Thực ra mà nói thì người dân người ta mong đợi tốt hơn là một cái sự chăm lo về đảm bảo về an sinh xã hội, được tăng lương đúng lộ trình, chứ không phải là thích ngắm những cái lễ hội hay là những cái sự kiện long trọng và hoành tráng. Người ta đến cơ quan công quyền để mong là cái viên chức công chức đấy hiểu về họ hơn, họ muốn cái gì, chứ không phải là đến đấy để ngắm một cái công trình bề thế như vậy, đúng không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia cuộc trao đổi với VTC Uống ngày hôm nay. Chúc anh sẽ luôn luôn có sức khỏe và tiếp tục có những cái sản phẩm, có những cái tác phẩm rất là hay, rất là ấn tượng, và trong những cuộc triển lãm được công chúng yêu thích ạ. Và không được vẽ tranh hoành tráng, vẽ